Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Rồi các bạn ơi, giúp giùm nha. Ba hai quần lửa tươi. Xin chào mừng quý vị và các bạn trở lại với trang Siêu Fan Off bước dậy ngàn cân. Mệt nhưng mà rất là vui, cho dù chấn thương nhưng mà Trang vẫn muốn thử sức hết tất cả những trò đó. Các bạn mình vừa trải qua một cái thử thách khắc nghiệt, làm chân tay ra của mình đen sạm rồi một vài thuật. Cái là thử thách khắc nghiệt. Hôm thử thách tuần này của mình là tiêu tốn 3.000 calo. Mình là người hăng nhất và người khỏe nhất. Có gì chứ? Nhầm biết lắm luôn, trời ơi. Tập mà ngày mình tập 7-10 tiếng hết. Buồn ngủ. Ôi trời ơi. Đấy là cảm xúc nhất thời. Cô mannequin này sẽ có tình cảm với anh thiết kế thời gian này, và trong mơ thì khi mà
khi mà anh nghe hủ thì cô này cổ giống như là hay là sống dậy rồi nhảy ra này thôi. Và tụi mình sẽ thể hiện hiện nhảy cha 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 với ca khúc rất là hit của Đông Nhi, Lắng Nghe Tim Em, nên fan Đông Nhi nào. Lần này mình thấy rất dễ à, là toàn là mấy động tác bê đỡ mình vất vát là bạn nhảy mình là đập phần đầu đất à. Mà số động tác mình bê một phát lên vai này xong rồi từ trên này lộn phát xuống mà mình chỉ cần tuột tay một phát thì tốt. Xin chào tất cả các bạn. Mình vừa tập xong bài tập của tuần này của mình. Bài này tốc độ nó rất là nhanh, như một vận động viên chạy 100m đi Olympic ấy. Chưa kể đến những đòn bưng bê mà mình chị Linh đều bị ăn đòn. Ví dụ chị Linh đã từng cho mình một phát trỏ. Và là chị Linh đây. Sơn thôi thì đâu cho mình hai quả vào ngay gò má. Còn cái chị nói bỏ đi. Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Don't you wanna stand?